Hey, mình chào con và các bạn nha. Thì hôm nay mình có đến trại bò của anh Tư Thi ở ấp Đoan, xã Nhị Long, huyện Cần Long, tỉnh Trà Vinh nha bà con. Thì mình quay cho ảnh hai cặp bò, cặp bò lợ thứ nhất và cặp bò ngé thứ nhì nha. Bây giờ mình quay cặp bò lợ thứ nhất nha. Đây là con ba bê, bê thứ nhất nha bà con, ba bê bông nha. Đó. Mình nhớ có rất nhiều bà con nói nào có bò độ, bò đẹp thì gọi cho bà con qua mấy số điện thoại. Mình lưu rất là nhiều điện thoại, giờ mình cũng không biết mà cô chú anh chị nào cần nữa. Bây giờ hôm nay mình làm cái video này trên Tư Thi, mình đăng lên thì bà con nhớ xem rồi gọi cho ảnh nha. Chứ mình giờ mình cũng không biết gọi gửi cho ai nữa, quá trời quá đất, bây giờ mình hết nhớ rồi. Bò này cao khoảng 1m3 nha, 2m25 cho nó 1m3 nha bà con. Đó. Bò này tính luôn ngày đẻ thì khoảng 16 tháng mấy tới 17 tháng nha, tối đa luôn nha. Đó. Đùi hết có biết luôn. Nào mình quay chi tiết cho nè. Mình camera mình sát cái đùi nó luôn á. Chân móng rất ok nha. Đùi mẫu đùi pin hết biết luôn nè, da mỏng nha, chân dính thẳng luôn. Đó này con thứ nhất nha, đây cái dai hở nha, nè thằng dai nè, hở lúc luôn nè. Đầu ra về hở hơn cả gan luôn á. Nè mình quay cái con thứ hai nha, cũng con bò bê luôn nha, rồi mình lại quay dần đầu cho bà con xem nha. Nè cái dần mông khủng khiếp chưa, to nè, xương sóc to đùng, chân đứng thẳng nha, không cong quẹo gì hết. Đây vẫn đùi đây. Con này mới 18 tháng nha, tính luôn ngày đẻ nha bà con. Bởi vì chủ người ta nuôi 30 tháng 4 này mới được chấp năm nha. Đó. Móng rất là ok luôn nha, móng sò đàng hoàng. Bành kỳ luôn. Không có bị vấn đề hết nha. Đây. Dàn dai hở nha. Đây. Lên quay dần đầu cho bà con xem nha. Đây đầu con ba bê lớn đây à. Bò chưa có lên cần nha con, còn rất là non bò nha. Bò này vỗ béo rất là ngon lành luôn. Đây lên cần đây. Rồi mình quay cái dàn cần cái con ba bê đầu tiên hồi nãy mình quay nha. Dàn đầu đây. Bò rất đẹp nha bà con. Bò này bà con nào mua về vỗ béo là rất là ok luôn, rất mau lên thịt. Bò này 17 tháng nha, 16 tháng mấy cho đến 17 tháng. Tính luôn ngày đẻ nha. Hai con này là nếu mình tính thịt không là khoảng 400 kg thịt nha bà con. Em Thi để bán là giá nuôi là chỉ 82 triệu, cắn mỗi con 1 triệu nha. Tiền thịt không là 80 triệu rồi đó, cắn mỗi con 1 triệu nha. Bà con nào có thích vỗ béo bò, mẫu bò lớn thì cứ mau nhấc máy gọi cho anh Thi qua số điện thoại mình để trên màn hình nha. Quá đẹp bò luôn nha con. Đây xương sóc không chê đâu được à. Mình mong nè,
Đứt hết, có biết luôn chưa? Đó. Hai con bò này bà con nào mà có điều kiện mua về vỗ béo là không có chê vào đâu được nha con. Quá tài hai con bò này nữa. Thì hơi cho nắng mà còn không cảm chút nha. Đàn đùi siêu khủng luôn không ơi. Quá chê đẹp luôn. Lâu lắm anh Thi mới bắt được cặp bò đẹp kìa nha. Rồi giờ mình vô anh quay cặp bò ngá thứ hai đó nha bà con. Đây một con bò bê đây. Bò bê này cao khoảng 1m lẻ nha. Mét mốt tầm về nha. Đó. Có bông chút xíu với bụng nha. Đây đậu có đốm bông luôn nha. Cái móng rất là ok luôn nha. Không có vấn đề hết nha. À, móng khò luôn nè. Đó. Quay cái dạng mông cho nè. Đứt khía luôn nha bà con. Nè. Mấy cái khía gì nó ra lớn lên đó. Muối muối luôn á. Đây, dạng lưng có con bò rê luôn nha. Con này khoảng 5 tháng mấy bò nha bà con. Đây còn kem nè. Đây dạng đầu của con kem nha bà con. À, con này cao nha, con này lớn nha, con này bự chảng luôn. Con này làm như có lai bò bê, cái đít có lai có bông bông cái đuôi nha bà con. Chân móng rất ok đây, cũng hiếm đây. À. Đây. Mình dai đây. Thì rất là hở nha. Cặp này anh Thi báo giá tại chuồng là 52 triệu nha bà con. Con kem thì con OB 52 triệu nha. Bà con muốn thích mẫu nào thì cứ nhấc máy gọi cho anh Thi qua số điện thoại để trên màn hình nha bà con. Con kem này cao khoảng 1m1 lẻ luôn nha. Kem này cao nè. Cái dạng mâm của con bò bê này. Khoái lắm, theo mình lại đi hoài. Kem nè. Kem dài đòn, cao, hết sức cao. Con này dẻo dẻo nha bà con. Con này về chăm sóc đầy đủ một cái nó mau lên lắm. Hiện cho ông rôm không. Hôm qua thì bỏ anh đâu có cỏ đâu. Lúc rôm này. Rồi video mình đến đây xin kết thúc nha bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi. Bà con nào thích mẫu bò nào hãy nhấc máy gọi cho anh Thi nha. Mình chào bà con nha. Bye bye.